Xin chào quý vị và các bạn. Việc thờ cúng tổ tiên cũng như là các bậc trên đó là một truyền thống và là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ bao đời nay. Và có nãy quý vị đã được xem những hình ảnh của bộ thờ mang tên là bộ thờ Mai Điểu tại cửa hàng Sơn Đông rồi cũng không ạ? Vậy hôm nay Sơn Đông sẽ giới thiệu cho quý vị quy trình vận chuyển cũng như là những hình ảnh thực tế tại nhà khách hàng. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh này nhé. Đầu tiên, các thợ Sơn Đông gói hàng cẩn thận kỹ lưỡng và vận chuyển hàng lên xe. Từng bộ phận được bác lên xe cẩn thận và ràng buộc kỹ lưỡng, một vải chống chày cho sản phẩm trước khi xe vận chuyển hàng tới tận tay cho khách hàng. Khi xe đã di chuyển tới nhà khách hàng, những người thợ Sơn Đông vận chuyển hàng cho khách. Không ngại hàng nặng nơi lầu 1, lầu 2 hoặc lầu 3, những người thợ Sơn Đông vẫn vui vẻ nhiệt tình với phương châm khách hàng là thượng đế. Sau khi đã vận chuyển tới chỗ khách muốn, những người thợ Sơn Đông với tay nghề cao, tỉ mỉ, gắn các bộ phận để hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng. Và đây, quý vị có thể thấy trên màn hình là bộ sản phẩm sập thờ Mai Điểu, hình ảnh thực tế tại nhà khách hàng. Quý vị có thể thấy dáng vẻ cao to cùng với các cột chân có đường kính lên tới 15cm, khiến cho bộ thờ mang dáng vẻ nghiêm trang, tăng cao sự uy nghiêm cho không gian thờ của nhà khách. Và màu trắng cùng với tông màu nâu gỗ mang lại cảm giác gần gũi bình dị. Những đường nét đục chạm sắc nét, chim, đào và dơi mang lại phong thủy cùng vận khí tốt cho gia chủ. Và cuối cùng, Sơn Đông xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ.